Em tiếp tục đầu CD về cho các bác đấy ạ. Hết lô trước thì lại có lô sau lại bóc tiếp các bác nhé. Các bác cứ từ từ đợi. Hàng ngon, bổ rẻ, chất lượng cho các bác đây. Cảm ơn các bác là lô trước đã đi hết rồi. Tiếp tục lô nữa cho các bác. Nói chung là tiền nào của đấy các bác. Những dòng này của em đã báo rồi mà. Hàng bãi. Bãi hết. Bãi hay bờ các bác biết rồi. Các bác nhiều bác khổ, không có hàng các bác chửi. Các bác thông cảm nhé. Bác nào mà đã gọi điện cho em không được thì nhắn tin ngay cho em là để cho anh con Victor này hay là con Đờ Nông này mã này cho anh. Em không gọi được lúc quay lại em sẽ bác nhắn vào số điện thoại giúp em. Nhiều bác cứ nhắn bên Zalo em không trả lời được đâu. Zalo em bán hàng hơn chục năm nay rồi nên là kết bạn Zalo nó không chế, nó chỉ được có mấy trăm người thôi. Nên các bác nhắn tin ở đấy một ngày không biết bao tin nhắn em không trả lời đâu. Các bác nhắn thẳng vào số điện thoại em đã đọc trên kênh như bác là 0911169961. Các bác nhắn tin vào đấy lấy mã nào cho em để em trả lời tin nhắn cho nhanh. Nhiều bác cứ nhắn Zalo xong đợi mãi tôi chốt rồi. Zalo lúc nào rỗi em mới mở được thôi bác ơi. Bởi vì là Zalo em không kết bạn được. Nếu ví dụ các bác chốt đôi này, em cần gọi cho bác không biết đường nào mà gọi. Không biết nào mà gọi, bởi vì gọi Zalo không kết bạn được thì không gọi được. Nên là rất là mất việc. Bác nào có xác định thì lấy cái nào thì nhắn tin đúng vào số điện thoại cho em. Em cảm ơn. Sau đây em bắt đầu báo từng mã. Chắc chỗ này phải làm hai clip mới hết được. Đọc nhanh này. Các bác chú ý là em sẽ đọc tên model và giá luôn. Các bác cần chi tiết thì các bác cứ gõ cái tên này. Ví dụ đây là con Victor này. XLV313 giá 1,2 triệu. Hôm trước là có lô là giá 1,60,4 triệu là có, nhưng mà con đấy thì nó đẹp hơn, con này thì nắp này nó bị lồi, nắp nó khác. Cái gì nó cũng có giá của nó bác ạ, chứ không phải nhiều bác lại bảo tôi vừa mua con 1,60,5 triệu sao hôm nay có 1,2 triệu. Cái gì nó cũng có cái giá của nó bác, không phải tự nhiên. Nhưng con này được cái mặt mũi đằng trước nó cũng đẹp, được chưa? Đấy. 1,2 triệu. À, xuống con phía dưới là con Sony. Con Sony này là con Sony 770 nhé. Sony 770 giá 1,6 triệu. Sony 770. Các bác chỉ cần gõ là CD Sony này, model này 770 là nó sẽ ra. Các bác cần chi tiết gì nó Sony CD 770. Tiếp theo phía dưới nữa đó là con Sony. Con này cũng là con này là con Sony 331. Con này là con Sony 331. 331 nhưng con này nó lại mất cái tem lên rồi các bác ạ. Mất cái tem lên rồi. Thôi, giảm cho các bác con 331 các bác đọc cho em nhé. Giảm cho các bác nhé. 200 còn 1,1 triệu. Thật cái tem Sony này em nhấc ở cái đầu cũ sang dán em tìm cũng có thôi. Nhưng hiện tại đấy, bác nào lấy thì để cho bác 1,1 triệu nhé, giảm cho 200 cái này. Còn không thì đợi em kiếm tem em dán cho, thiếu gì tem. Vì các đầu hỏng khác thì mình nhấc ra thôi mà. Xuống dưới cùng đó là con đầu Onkyo. Con đầu Onkyo đẹp chưa ạ? Con đầu Onkyo đây này, con này còn nguyên cả ni lông dán mặt kính này. Đây, các nhìn chưa? Ni lông dán mặt kính vẫn còn nguyên. Con này con C301FX, C301FX Onkyo, mức giá 1,5 triệu, đầu CD. Nặng lắm ạ. Đấy. Sang tiếp theo Sony cho các bác tiếp đây nữa. Con Sony 570 mức giá 1,2 triệu. 570 1,2 triệu. Xuống dưới Sony tiếp 1,8 triệu, đó là con 970 đấy. Lô này đang có hai con 970, các bác đợi nhá. 2970. Hôm trước có một con các bác tranh nhau 970 1,8 triệu vẫn giá như cũ ạ. Đây 970. Lô này có hai con. Phía dưới nữa đó là con Sony 710 giá 1,6 triệu. 710 1,6 triệu. Em cố tình em quay gần này cho các bác nhìn xem nó xuất sắc. Bắt đầu gọi thông cảm nhé. Máy nhà cứ kêu liên tục. Em đang quay bài đã, chút em gọi lại. 1,8 triệu này, 1,6 triệu. Sang đến đây. Đó là con âm ly đờ, chết con CD. Âm ly gì? CD Đờ Nông mặt vàng chanh. Trong này đang có 3 con mặt vàng chanh. Một con này, hai con Đờ Nông nữa. Hai con kia là 735. 735 của con này là 755. Con này 755 hai la mã. Con này có mức giá là 1,8 triệu. Con CD Đờ Nông này mặt vàng chanh này đẹp long lanh, 1,8 triệu. Yeah. Xuống dưới tiếp tục 1,3 triệu với con 735 này. Con 735 bên này nhá, nó là 1,6 triệu cơ. Nhưng con dưới là 1,3 triệu bởi vì bên trên nó có một tí chấm. Yeah. Những cái chấm này các bác có thể dán tem vào. Cũng như con này thôi. Con này đây, chỗ này nó hơi chấm tí, xuống 1,3 triệu.
Còn nếu mà nhìn bình thường, đây nhìn bình thường ngoài mặt vào như này. Đây, nhìn thẳng vào này trái để ý đâu các bạn, bởi vì là mình sẽ dán đồ hết lên rồi. Trái để ý. Nhưng mà em bán hàng thấy chấm thì em báo chấm giảm tiền cho nó nhanh. Bởi vì là chẳng ai nhìn, đây nhìn từ trên xuống. Chứ bình thường mình nhìn đây, nhìn ngang đây. Nhìn ngang đây. Ống kính nó rát không nói, đây nhìn ngang đây. Không bao giờ thấy, được chưa? 1.3 triệu. Con này con đờn đông 735. Xuống phía dưới con 970. Vừa đây em bảo bên này có một con 970 đúng không? Bên này một con 970 này đây. Con 970 này bên kia là giá 1.8 triệu nhưng bên này 1.6 triệu là do cũng mất cái tem đây. Bắt đầu cần thì em kiếm tem nhất cho. Bởi vì là một số con đầu Sony nó về nó hỏng nhất tem sao được mà. Đơn giản thế nhé. Nó đi vận chuyển nó rơi mất cái tem này. 1.6 triệu là không có tem, còn nếu mà lấy 1.8 triệu thì vẫn có tem dán cho, thiếu gì tem. Xuống dưới cùng nó là con âm ly, con CD Marzahn, nhìn như âm ly luôn, đẹp cùng đẹp ạ. Con CD Marzahn, đây là con CD Marzahn CD 5003 5003 có mức giá là 1.9 triệu, 1.900.000, 1.900.000. Sang tiếp em đọc nhanh cho nhanh đi các bạn. Con Sansui, con Sansui Alpha 317EX, Sansui mồi nổi tiếng đấy, chất âm thì đỉnh rồi. Giá 1.6 triệu. Bác nhớ em đọc này, Sansui này, Alpha 317EX. Các bác cần thì bác cứ nhập cái vào Google là ra hết nhé. Xuống tiếp tới dưới nữa là con CD Sony 2.6 triệu. Nghe thấy 2.6 triệu không biết có gì chưa? 911. Hôm trước có 911 các bác tranh nhau, có một con, hôm nay lại được một con nữa, 911 nhé. Còn 970 thì hôm nay về được 2-3 con cơ. Đấy, xuống dưới này là con Panasonic. Mặt cũng đẹp ra gì đấy chứ. Con Panasonic SLE10. Mặt cũng đẹp đấy chứ các bác. Đây, nhìn như này thì đẹp này. Còn nhìn bên trên xuống thì mặt trên nó do vận chuyển nó, thật là nó chả ai nhìn thấy. Đây, cái tí chấm này 900.000. 900.000 con CD này thì các bác còn cần chờ gì nữa. Chất của nó thì dầu CD thôi. Panasonic bác đọc nhé, tham khảo thêm này, cần tham khảo thêm vào đây. Xuống tiếp tục phía dưới đó là con đờn đông 735, giá 1.6 triệu. Số 1, con số 2 giá rẻ hơn, cũng 735, hai con giống hệt nhau. Con số 2 này còn nó có chấm chấm thế này, có nhìn này, giá 1.3 triệu. Chấm thôi, nhìn nhìn ngang này thầy. Đây, nhìn đúng của nó đây, không biết được đâu. Đấy, 1.3 triệu. Đấy là 735 CD đờn đông. Sang tiếp tục với lại con Tecam. Con Tecam CD01U. Con này là dòng chuyên dụng ấy. Bởi vì là chỉ có những dòng chuyên dụng nó mới có tai này, chuyên dùng cho sự kiện rồi sân khấu. Những dòng này thì nó làm cái chất lượng nó rất là đảm bảo, phải nói là tuyệt vời luôn ạ. Nó là dòng cho sự kiện rồi, nó sự kiện, nó tổ chức sự kiện, là những bộ âm thanh của nó thì không thể có vấn đề gì để nói về chất lượng kém được. Con này các bác cứ search lên Google cho em nhé, Tecam CD01U. Con này đang trên Google đang bán 10 mấy triệu đấy, hàng mới 12 đến 15 triệu đấy. Con này này, con này nó rơi mất cái núm đây rồi, để cho các bác 2.9 triệu. Các bác nào tham khảo thì các bác cứ gõ Tecam CD01U vào Google cho em thì nó xuất ra, khỏi phải nói nhiều cho nó nhanh. Tiền ở trên đấy người ta báo hết. Ôi trời trời, xuống tiếp con dưới tưởng là 1.8 triệu, đó là con Sony. Con này là con 611, con kia là con 911. 611 1.8 triệu. Con 911 là 2.6 triệu mà, 1.8 triệu. Con 611. Xuống dưới cùng 1.6 triệu tiếp, đó là con âm ly Technic, con CD. Con CD Technic Digital System này. Nói chung hàng đẹp lắm này, chưa lâu này. Lâu rồi hết luôn. SLPG4880A. Giá 1.6 triệu. Và xuống dưới cùng nữa đó là con CD Sony. CD Sony thì cái này thì lâu được này. Lau hết đi. Đấy. Hết chưa? Đấy. Em lau cái hết luôn chưa? Hết chưa? Cái này lau được. Nhưng cái này là vết xước này. Cái này có hơi vết đây này. Vết nhựa. Cái này các bác phải lấy về lấy kem đánh răng hay lấy gì đánh bóng cái mặt kính đi cho đỡ xước đi. Thế. Con này Onkyo, giá 1.3 triệu. Đây này. Con này thì thôi rồi, chức năng chỉnh hết dưới này. Nha. Đấy. Các bác chú ý hộ em nhắc hộ em, con Onkyo này là con Onkyo C200 nhé. Con Onkyo này Play C200 nó hơi mở chút. C200
C200 giá 1.300.000. Onkyo rất là đẹp luôn. Sang tiếp tục với con CD Toa. Thương hiệu Toa này rất nổi tiếng ấy. Các bác cứ tham khảo tất cả các trước giờ các sự kiện hoặc là các hội trường sự kiện đều dùng hàng Toa này, hàng Toa bền lắm. Hàng Toa bền vô đối đấy. Đây là con CD Toa CD20 giá 1.300.000. Xuống dưới, khổ quá, nhà thợ mộc gần bên quá. Xuống phía dưới là con Technic, các bác thông cảm thôi. Xuống dưới là con Technic SLP520. Con này rời tay phát là nhận đĩa luôn. Giá 1.500.000. Con này test chưa kìa, hay là con này, à con này test. Con này em vừa test thử rời tay nhận đĩa luôn này. Con này chưa test nhưng mà đa số là hàng bên Cam họ bao hoạt động tốt hết rồi. Tất cả những mặt hàng ở trên này đều là bao hoạt động tốt hết các bác nhé. Chứ không phải em nói được, bởi vì em nhận hàng này, hàng bao sống về hết, bao hoạt động tốt hết. Xuống tiếp tục là con Victor này. Victor XLVC0101. Con này hàng xịn dùng trong nước Nhật mà tại sao các bác là không nhanh tay nhỉ? 1.600.000. Toàn tiếng Nhật. Victor toàn tiếng Nhật nhưng vẫn dễ dùng, nó vẫn hiển thị những cái núm này để mình biết cách dùng mà. Hàng mẹ dùng nó cạy nước luôn, tiếng nước Nhật của họ mà lại không dùng con này nhanh nhanh. Con này không nhanh tay à? 1.600.000. Xuống dưới là con LOD 1.300.000. Con LOD Hitachi. Con LOD này là DA009. Đấy. Vừa rồi là toàn bộ clip em giới thiệu đến các bác à. Một số mã đầu CD. Nó về em lại khui tiếp, móc tiếp cho. Chào các bác.